Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả 500 Road. Và chúng ta sẽ đến với map thi đấu thứ hai trong cặp trận giữa Team Liquid cùng với cả Evil Genius. Đó sẽ là map thi đấu Vertigo, được pick bởi các thành viên về phía Team Liquid. Xin lỗi bảo chốt map thi đấu thứ hai đó là map thi đấu Overpass. Và nếu như mà EG họ gỡ hòa được tỷ số 1 đều cho loạt bo 3 này thì chúng ta mới được xem Vertigo cơ. Rõ ràng Vertigo là một cái map mà tôi đánh giá cả hai đội tuyển này đều để bắn được nhau. Nhưng mà trước mắt thì EG họ sẽ phải giành chiến thắng ở cái map đấu Overpass này đã. Nhưng mà có vẻ như theo như cái đánh giá cá nhân của bản thân tôi thì Liquid là một đội tuyển bắn map Overpass này cực kỳ cháy. Đúng vậy, và nhất là vị trí của Stewie. Chúng ta đều biết rằng Stewie trong trận thi đấu với cả Athlete thì anh đã bắn Overpass ở nhất là đoạn Connector bắn rất kinh rồi. Và để xem liệu có bất ngờ nào xảy ra trên map thi đấu Overpass này hay không đây. Có lẽ trận đấu sẽ sớm bắt đầu rồi thôi. Đấy, quá lâu thì cả. Mà gần như đây thì máy của Twin bị crash game. Và có vẻ như đã có những tín hiệu trở lại rồi. Bắt đầu với map thi đấu Overpass này thì Team Evil Genius được chọn xuất phát cho mình đến phía Inside. Và chúng ta đều biết map Overpass lúc mà thi đấu nó thiên về City Side. Nên là để xem liệu Evil Genius họ có chiến thắng được nhiều ở chung lượt phương pháp hay không đây. Rồi, một trận đấu chúng ta sẽ trở lại ngay bây giờ thôi. Bên phía của EG sẽ hơi xuất phát ở những miền City Side. Còn Liquid rõ ràng rồi, map pick của họ thì họ sẽ phải xuất phát ở bên phía T Side. Nhưng mà Team Liquid bắn T sai như thế nào thì có lẽ trận đấu giữa Liquid Achilles tất cả anh em đã được theo dõi thì biết rằng Liquid bắn tiên thế T sai nó khá là bá cháy. Nhưng mà bây giờ tình huống này là muốn tràn ra khu vực middle đến tận biên bên phía của Team Liquid và đang stack rất nhiều người của Connector cũng như là A-Shot đến từ vị trí của Team Evil Genius. Có một quả pop flash được trả ra, sẽ được trả ra đến từ vị trí Stanislaw nhưng đối phương đi từ khu vực A-Long. Và nếu như bắt bài như thế này thì khả năng là Team Liquid họ sẽ đặt được cái quả C4 này. Vâng, để xem nào, có vẻ như đập lô sai đến từ Evil Genius rồi. Team Liquid là một đội rất thích bắn Connector ở Pistol Round, cả bên CT lẫn T-Side. Nhưng mà ở cái game thi đấu này thì họ đã quyết định là đang di chuyển đến 4 người ở khu vực Long. Rất hạch não đến từ Team Liquid. Và bây giờ thì Evil Genius họ mới nhìn thấy những tín hiệu. Và người gần nhất đang vị trí của Obo. Obo chưa có mạng nào cả. Các player còn lại thì con đang di chuyển lên khu vực Connector. Napfly sẽ phải thi đấu tốt trong loạt thi đấu này. Xem nào, thà mình móc máy đến từ Napfly và bỏ hoàn toàn các player bên phía Evil Genius. Gần như là đổi sai thì phải. Nhưng mà Evil Genius họ đang công đến 4 người ở khu vực middle. Stewie bắn vào mặt Stanislaw khu vực City rồi. Và Napfly vẫn đang gây rất nhiều khó chịu dành cho Evil Genius ở đây. Khi đang có mạng ở Whitney, double kill dành cho Napfly. Tariq cùng với Subkill 2vs4 làm sao mà retake được quả C4 này đây. Và có vẻ như sẽ là đoạn thắng đầu tiên dành cho Team Liquid thôi. Khi mà Tariq vẫn đang ở vị trí quá xa đi. 1-0 cho Team Liquid rồi. Và một round đấu Team Liquid họ đã bắt bài vô cùng thành công. Và bây giờ còn gạt giò thêm đó chả anh chàng sơ kill nữa. Tariq sẽ xếp cho mình giáp 1 để có thể sử dụng ở trong round đấu anti-fog bài. Và có lẽ rằng là Team Liquid sẽ đưa ra một quyết định an toàn hơn thay vì những tình huống nó bắt bài như ở ra đấu đầu tiên. Và tình huống này là tình huống mà Napfly đã cầu đi, tôi nghĩ khoảng tầm 10-15 giây của các viên biên phí Team Anger. Vì một người móc máy đằng sau thôi thì Team Anger sẽ phải tập trung giết người móc trước chứ không thể nào có thể lao vào khu vực bom sai. Và bây giờ theo một ra đấu mà Team Liquid hỏa lực của họ mạnh hơn rất nhiều so với bên phía Team Anger. Nhưng mà Team Liquid ở trong cái map đấu đầu tiên như chúng ta đã thấy rất nhiều round đấu họ thua thì đối phương phóc bài. Vâng, thậm chí là thua cả Eco luôn khi đối phương chỉ có những khẩu Deagle mà thôi. Để xem Team Liquid liệu đã học được gì sau match thi đấu Inferno hay chưa đây. Hỏa lực là rất nhiều nha, hai khẩu Galil, một khẩu AK và hai khẩu Mark 10 nữa. Còn bên phía Evil Genius thì vẫn như thế, sơ kill sẽ là người chơi cho mình khẩu Scout, còn lại thì đều là những khẩu lục. Và bây giờ thì Gritty đã đẩy vào clear hoàn toàn khu vực B shot rồi. Team Liquid họ đang muốn đánh lên bom xe A. Và bộ đôi bóng xe A của Evil Genius đang có được sự backup đến từ vị trí của Stanislaw. Lùi về bắn trong side thì sẽ là hợp lý hơn rất nhiều. Các viên bên phía Team EG họ muốn đánh cục bóng xe A khi mà Connector anh chàng mang tên Grim đã clear hoàn toàn rồi.
Nhưng mà EG đang chủ động bắt bài tận đó là ba người vụ bom xe A. Và chúng ta hãy cùng xem nào, 3A trong vào này thì liệu đổi được bao nhiêu đây. Dream đang gây rất nhiều tiếng động và nhìn thấy một người vụ B shot đó là cái tên Tarik. Mà sẽ cố gắng đẩy ra hay không đây, câu trả lời là không, mà sẽ vẫn tỉnh đứng đánh tổng lực vào vụ bom xe A rồi. Tham của đó là 35 giây mà thôi, 35 giây chỉ đánh vào A chứ bây giờ vào B nó sẽ là khó khăn. Và Tarik chủ động về để hỗ trợ những người đồng đội của mình ở vụ bom xe A. Bắt đầu setup những quả sớm bốc rồi. Và bây giờ thì tăng lên đến từ anh chàng Dream, liệu Dream có làm được ai không đây. Rất nhanh chóng được Dream, Dream có một tới stand lo đổi một. Và tính này thứ hai người vượt lo, Tarik đã bắt lo đằng sau. Và có vẻ như Team Liquid đang vỡ trận rồi. Nhưng mà ở Destiny, Lee Tukai cũng như Elite đem về đó là hai mạng. Cơ hội vẫn còn đó là dành cho Team Liquid. Và đây là một tình huống mà CQD phải lắp 1 vs 2. Hơi khó khăn, thời gian đang là cận kề. Và vị trí của stand lo đã hoàn thành nhiệm vụ khi hạ gục được Team Liquid. Và đem về đằng đầu tiên dành cho con viên bên phía Team EG. Chịu. Vẫn là thua Force Buy đến từ bên phía Team Liquid. Tôi không biết nói gì nữa rồi. Thắng được cái pistol round nhưng mà thua cái lượt second round thì nó sẽ là dấu chấm hết dành cho Team Liquid thôi. Khi lượng tiền của họ là rất yếu, họ phải quyết định giữa việc eco 2 round hoặc là force buy 1 round và eco nốt round còn lại. Và sub Q cùng những người đồng đội đang có cơ hội để vươn lên dẫn trước với tỷ số là 3-1 khi Team Liquid round thi đấu này. Thậm chí là Nafly cũng như Fallen còn không có tiền một gian nữa cơ. Một round đấu phóc bao chay và sẽ phải có những tình huống bắn tốt từ những cái khẩu DE, từ những cái khẩu đóng đinh. Và bây giờ thì có vẻ lại muốn bò lên vụ bom xe A đến bên cái Team Liquid. Và đối phương thì hồi chính là họ đang chủ động bắt bài đó là 3 người vụ bom xe A. Vẫn rất là bình tĩnh mà thôi. Và bây giờ thì bắn yếu được một người rồi, đó là chàng Skill. Lợi thế về máu đang có cho cái bên phía Team Liquid nha. Elite thì đang bò chay ở cái khu vực A-shot này rồi. Và nếu như Elite có mạng thì cơ hội vào bom xe A nó sẽ là cao hơn. Cách nhau một cái vách tường thôi, nhưng Obo đang thiếu kê chéo cho người đồng đội Stanis lo. Và nếu như bò ra khu nhà vệ sinh này ngay chừng có phải hơi khó. Và một tình huống buff flat nhưng mà cần phải đợi CQK để gần mà đã. Và bây giờ băng có quả lửa đến từ CQK và CQK không thể có một mạng như Elite để bắn chết được Stanis lo rồi. Một tình huống bắn đe xuyên tường là vô cùng chất lượng. Và lợi thế hơn người nó không còn nữa thì các viên bên phía team EG. Và Obo chuột đi cái quả smoke này. Mãi cùng xem liệu Obo có thành công hay không đây. Smoke hết rồi và Obo đã phải nằm xuống và chết chay. Hơi đáng tiếc một chút và bây giờ quả flash trả ra là trắng cả Tarik nhưng Brizzy backup thành công. Và Elite thì đã out Tarik rồi nhưng Brizzy có những cái double kill. Liệu có chip về kill đây không đây? Câu trả lời là không, info đừng kéo scout ra là quá tốt. Và chỉ còn lại mình sơ kill với 9 HP như thế này thì cơ hội là không có đâu. Nhưng mà hãy cùng xem nào. Bây giờ thì Skill đã lộ vị trí rồi, bom đã thành công. Và chỉ cần mũi đốt thì Skill sẽ nằm vào nắp lai hạ của Skill. Và Team Liquid họ đã ăn miếng trả miếng ở trong một round đấu. Họ cũng đã fork bài và giành chiến thắng rồi. 2-1 cho Team Liquid. Chịu rồi, hai đội liên tục là những tình huống thua fork bài. Tôi không biết nói gì nữa. Có vẻ như các ông này không thích ăn, không thích chơi súng to mà chỉ thích chơi súng bé mà thôi. Khá là khó hiểu và đến lượt ra thi đấu này nha. Evil Genius họ vẫn force buy. Và để xem liệu cái dớp này nó được phá hay chưa đây. Bên phía Team Liquid thì lượng súng ống cũng gọi là rất đầy đủ rồi đó. 3 khẩu rifle và 2 khẩu Mark 10. Mà còn để thua được những khẩu Deagle này nữa thì tôi cũng không biết cast kiểu gì nữa luôn. Đang cố gắng stack 4 người ở bom sai B ở thời điểm đầu. Đập lô đến từ Evil Genius và để cho một mình vị trí sub kill là người solo bom sai A. Lần này không bắt bài ở bom xe A nữa mà sẽ bắt bài của bom xe B. Nghĩ rằng là 3 round liên tiếp các thành viên bên phía Team Liquid đều đánh vào cái khu vực bom xe A này. Và nếu như lần này đánh vào bom xe A thì nó sẽ là dễ dàng hơn. Skill là người solo A tình huống này. Nhưng với một khẩu DE của Skill tôi không đánh giá quá cao cái tình huống của player đến từ Hungary. Và Tarik của chúng ta vẫn đang lợi dụng những cái tình huống boost của đồng đội. Nó sẽ là hơi khó một chút và có vẻ như Team Liquid thì họ lại muốn đánh vào bom xe A một lần nữa rồi. Tham minh đó là còn khoảng tầm gần 1 phút. Nhưng mà với cái hướng di chuyển này của Team Liquid thì họ vẫn cứ sẵn sàng cho một tình huống mà vào bom xe A cẩn thận. Bắt đầu thử bách về đến từ anh chàng Obo cũng như là Tarik rồi. Vẫn đang rất từ tốn mà thôi. Không phải gì phải quá vội vàng. Bom mìn nó là nhiều. Sợ mốc cũng là có. Và bây giờ sơ cứu chúng ta đã nhìn thấy một người, sơ cứu đã lộ vị trí. Và chúng ta hãy cùng xem nào, có tình huống băng qua smoke đến từ người của Aloy hay không đây. Câu trở lại là có Elite hạ gục đi anh chàng sơ cứu. Và bom xe bây giờ đã clear rồi. Các viên bên phía team Evil Genius họ sẽ phải xếp những cái khẩu lục ở trong round đấu này mà thôi. Để có thể chơi tiếp trong round đấu sau. Và nếu như họ mất hết súng thì có lẽ ở round đấu sau eco trắng thì không có một cái cửa nào dành cho bên phía team EG có thể giành chiến thắng.
3-1 dành cho bên phía team Liquid, và để xem Imogenius Snapfly đã bắt được vị trí của Taric rồi. 5v3 và thậm chí rằng Obo đã hạ ngục được Elite. Có vẻ như đi bắt súng lại hơi tốn súng đến từ bên phía team Liquid thì phải. Obo liệu anh ta có nhặt được khẩu Mark 10 này không đây? Snapfly vẫn đang gây rất nhiều khó dễ cho các thành viên bên phía EG. Vâng, và có vẻ như team Liquid họ đã phá rớt thành công rồi. Obo bây giờ mới là mạng đầu tiên của tài năng trẻ này trong 4 round thi đấu. Obo cũng là một player mới đến Evil Genius nên chắc chắn là chưa thể hòa nhập một cách tốt nhất được. Và chúng ta sẽ đến cùng một round đấu mà Eco đến các thành viên bên phía team EG. Nhưng mà những anh em nào đã xem ở cái trận đấu Inferno thì chúng ta thấy rằng là EG hoặc Eco với những cái khẩu súng được xếp lại ra đầu trước họ vẫn có thể giành chiến thắng được. Team Liquid thì họ vừa lấy là thua Fogby rồi, giờ là thua Eco. Thì có lẽ là 2/4 achievement dành cho các viên bên phía team cá ngựa. Quyết định là đi lên cùng Collector đến từ thành viên bên phía team Liquid. Và cái quả nết này khiến cho xem nó không phải là quá đau đâu. Và góc kề của Stenior đang là khá đẹp. Nếu như bắn tốt anh chàng này có thể làm được một mạng và có thể sủi được về luôn. Quả lửa này sẽ đẩy Sentinel về thôi. Và chúng ta hãy cùng xem Green trong tình huống này liệu có bắn chết được Sentinel hay không đây. Bắt đầu những thông tin được trả về là ít nhất có một người cùng Collector và vẫn đang rất bình tĩnh, và người lên sẽ làm CV2K. CV2K lại để nốt cho một khẩu AK cho đối phương. Và vị trí Sentinel nếu đẩy thêm thì sẽ là lượng thông tin vô cùng nhiều. Những thành viên bên phía team Liquid họ muốn đánh vào vùng side B. Có chết khu vực Toxic hay không đây? Vị trí Toxic đó là anh chàng Taric đang chủ động cúi đầu để không lộ. Và Fallen cũng muốn đặt con Sentinel đã về backup thành công rồi. Và Napfly một tình huống cực kỳ nhạy cảm và vẫn chưa attack Toxic đến từ vị trí của thành viên bên phía team Liquid. Và bây giờ thì đã lộ ra và Grim không thể nào đặt con thành công. Nhưng mà với một khẩu súng to Grim đã được Taric rồi, tình huống được về 2v3 hơi khó một chút. Và vị trí Vizzy là bắn hơi lỗi. Và còn Oppo đây, Oppo có mình double kill và sẽ là tình huống 1v1. Nhưng mà khẩu súng của Oppo thì nó là yếu hơn so với Elite rất nhiều. Và bây giờ thì không thể nào bắn chết được Elite khi trên người anh chàng Elite này đó là một khẩu AK. Và tỷ số 4-1 dành cho thành viên bên phía team Liquid. Một round đấu chống Eco mất tận 4 súng, nó không phải là quá thành công đâu nha. Một round thi đấu Eco mà mất đến 4 súng, suýt chút nữa thì đó đã là một đòn thắng. Nếu như mà vị trí của Taric bắn chết được anh chàng đặt bom là Grim thì có vẻ như lợi thế sẽ được đảo chiều rất nhanh thôi. Không sao cả, chỉ một round thi đấu Eco và Evil Genius họ đã làm rất tốt công việc của mình rồi. Đây vẫn sẽ là một full buy round dành cho họ. Obo đang chủ động chơi cho mình một khẩu AUG nhưng sẽ không có op dành cho vị trí của SubQ đâu. Team Liquid thì sao, đã có op dành cho vị trí của Fallen rồi. Lượng súng ống có vẻ như là đầy đủ hơn, cả lượng bom mìn cũng vậy. Evil Genius chỉ còn 4 quả smoke thôi và đã đẩy và clear hoàn toàn khu vực B-shot rồi. Lượng thông tin sẽ là có dành cho bên phía của EG. Team Liquid họ cần chơi chủ động hơn trong round thi đấu này. Và bây giờ thì anh chàng Rizzy muốn chủ động nhấp nhá khu Collector này, cũng có vẻ như một round đấu ở full buy. Các thành viên bên phía team EG họ lại bỏ ra khu vực A-shot và các thành viên bên phía Liquid lại bỏ chạy. Thế sao mấy ông này di chuyển một cách vô cùng quái dị thế nhỉ? Đối phương bắt bài nó dính đến tận 2 lần rồi đấy, nhưng mà rõ ràng là nếu như cứ bắt bài liên tục như này thì có lẽ rằng là các thành viên bên phía EG sẽ phải bắn retake khá là khó khăn đây. Kit thì dường như là không có, và cái lượng smoke cũng như là lửa thì nó đang là khá thiếu thốn với EG. Nhưng đây sẽ nó đem về cơ hội hạ được C2K và tiếp theo không thể có cho mình với cái double kill rồi. Rizzy cũng đẩy ra để bắt Elite nhưng mà không thể nào nhanh bằng chàng bắn đi. Nhưng bây giờ đã bắt được Elite rồi. Fallen phải làm tốt ở cái cục A shot này. Vị trí Napfly bây giờ mới từ khu vực bom Serie móc máy lên. Và cái quả bom này đặt ở đâu đây? Theo như tôi nhìn thấy quả bom này đặt ở khu vực default hướng về cho Fallen cùng những người đồng đội của mình. Và sẽ cần phải làm nhanh hơn, tham nó chỉ còn đó là khoảng 20 giây mà thôi. Hãy cùng xem nào, Grim lại không để bắn chết được, đó là anh chàng Taric. Và ở đây Fallen muốn chủ động bắn chết nhưng mà không thể nào bắn chết được người gỡ bom mang tên. Đó là vị trí công nhầm là anh chàng Rizzy thì phải. Hơi đáng tiếc một chút, còn smoke là còn hy vọng dành cho EG. Mặc dù bắt bài sai ở vụ bom xe nhưng vẫn là những cái tình huống retake cực kỳ chuẩn chỉ. 4 họng súng đĩa vào và khiến cho Fallen không thể nào dễ dàng bắt chết được người đặt bom, gỡ bom. Hơi cổ quà đến từ các thành viên bên phía team Liquid thì Elite cùng với cả Stewie đẩy xuống khu vực banh và hai người cũng chỉ kịp đổi một mà thôi. Quả smoke quá đẹp của team Evil Genius đã giúp cho vị trí của Stanislaw là người gỡ bom.
Và sau khi thua ra thi đấu vừa rồi với việc đạt được C4 thì Team Liquid họ vẫn có thể force buy được 3 khẩu AK, 1 khẩu Galil và Fallen đã chủ động chơi cho mình 1 khẩu Deagle. Để xem nào liệu lượng súng ống như này có là đủ hay không đây. Khi mà Evil Genius Sub Q đã được nhặt lại khẩu orb đó rồi, hơi khó đã quyết định là đẩy bom sai BU. Napfly đang là người kê lại rất chắc cú mà thôi, đây rồi một mạng dành cho Napfly và không có mạng thứ hai. Bridgy còn nửa máu mà thôi, 4v4 và các thành viên về phía Team Liquid có vẻ đã có lợi hơn một chút. Nhưng vừa nói xong thì Sub Q đã bắt được Stewie rồi, bỏ rất hớ hành. 3v5, quả C4 này có vẻ sẽ được đem xuống bom sai B thôi. Bom sai B hiện tại đang là vị trí solo của Tarik. Để xem lợi thế hơn người nào có cho bên phía Ego. Và nếu như Grim bắt được Tarik thì khu vực bom sai B nó sẽ mở ra đây. Và Grim biết được một người rồi, và quả flash trả ra nó vô cùng trắng. Và Bridgy đã hỗ trợ Tarik cả được Grim, nhưng mà ở đây không thể có double kill. Nhưng ở đây thì vị trí Bridgy đã đổi mạng thành công cho người đồng đội của mình rồi. Fallen có một tình huống clutch 1v3 ngày hôm qua. Và đây rồi lại là Fallen one tap của chúng ta hay sao đây. Và Bridgy thì còn lại là 49 HP và lại là one tap tiếp từ Fallen. Và chúng ta thấy rằng là có vẻ Fallen đang hồi xuân rồi. Hồi xuân đánh ai chứ không hồi xuân. Và hồi xuân chính xác vào anh chàng Scream. Bắn là vô cùng kinh dị đến từ thằng trẻ Neo Lab. 5-2 dành cho bên phía Team Liquid rồi. Đây chính là tương lai của NACS chứ đâu nữa. 5-2 dành cho Team Liquid. Bắn rất tín tay đến từ EGL của Team Liquid. Vâng. Phát đầu với tap 2 viên. Oh my god. Vâng, viên đầu tap 2 viên, một đầu, viên sau tap 1 viên đầu luôn. Cũng là dễ hiểu thôi, khi mà tình huống đó anh chàng Fallen cũng chỉ cho mình 5 viên đạn, nếu như thay đạn thì sẽ lộ tiếng và các thành viên bên phía EG có thể đẩy ra. Mà chúng ta thấy rằng là có vẻ như là tapping nó đang thành một cái sở trường của Neolab trong những cái tình huống bắn AK của mình rồi. Fallen có vẻ như bắn AK tính hơn rất nhiều so với khẩu orb nha. Khi lần gần nhất anh cầm vào khẩu orb này thì bắn tam trượt đến 4 viên và để cho Evil Genius họ gỡ bom thành công. Và bây giờ thì Napfly đang chủ động chơi cho mình một khẩu Mark 10. Còn Evil Genius vẫn quyết định force buy luôn 2 khẩu M4, 2 khẩu SMG và Obo đang là người chơi một khẩu Deagle. Xem nào, rớt B luôn rồi, bắt đầu vào bom xe B và chưa thấy ai của bên phía Evil Genius cả. Họ đã stack đến 4 người ở khu vực connector G, có vẻ như đập lô sai rồi. Và đây là một quả smoke che cầu rất kín đến từ các thành viên bên phía Team Liquid. Một quả smoke che cầu và quả này thì đường dây tàu hỏa không đi được rồi. Xem nào, tình huống retake này, Fallen cần phải bắn tốt khi Fallen đang có một vị trí móc máy rất đẹp. Chúng ta hãy cùng xem nào, bây giờ các viên bên phía Evil Genius họ đang muốn chủ động retake quả bom này. Nhưng mà tôi thấy rằng là cả 4 thành viên của EG chủ động đó là xếp súng luôn. Chứ bây giờ mà vào bắt súng thì ngay chừng là hơi khoai. Và bây giờ thì đã mất một khẩu MP9 rồi. Tình huống này thì Elix cầm một khẩu AK nó mạnh hơn MP9 rất nhiều. Rõ ràng là Team Liquid họ đã lên đến con số 6. Và đâu đâu sau EG có thể chơi được tiếp. Lượng loose bonus cộng vào của họ nó sẽ rơi đâu đó tôi nhớ không nhầm là 2400 đô thì phải. Và có lẽ sẽ là một khẩu Pharmat dành cho anh chàng Standing Door trong đó này mà thôi. Vâng, đây có vẻ như được gọi là một trận derby NA đi. Khi mà Evil Genius đã có những thông tin rằng họ muốn chuyển qua để bắn với những team của khu vực EU. Nhưng dù sao thì line up của họ vẫn là một line up nó gọi là đến từ NA. Khi mà có đến 3 người là đến từ Mỹ, Tennis Law là đến từ Canada, chỉ có một mình vị trí của Sub Q là từ Bulgaria mà thôi. Còn anh em bảo là Furia là thuộc của NA, nhưng mà thực ra thì Furia nếu mà nói đúng ra thì đó là Stack Brazil, và Brazil thì lại là đến từ SA mà cơ. Còn trở lại với round thi đấu này thì sao, lợi thế hơn người đã thuộc về phía Team Liquid rồi. 4v3 đã chủ động đẩy 3 connector, Green kê lại quá chắc chắn và chỉ có double kill mà thôi. Một mình Sub Q đã lộ vị trí clutch 1v3 được hay không đây, rất là khó. Còn đó là vị trí của Napfly đã thấy được vị trí của Sub Q rồi, và các thành viên bên phía Team Liquid đang chạy 3 chân 4 cẳng vào bom xe 2 để đặt được cái quả C4 đây mà thôi. Và hãy cùng xem Sub Q tình huống này. Lại là hai anh chàng mang tên Napfly cùng với đó Sub Q hách não nhau. Chứ bây giờ thì không hề có cơ hội nào dành cho EG có thể giành chiến thắng cho round đấu này cả. Sơ Q vẫn còn đang một cái lối mò
một cái sự lo lắng đối thủ rình rập ở các khoảng thời, và bây giờ thì sẽ là một tình huống hỗn tổng quất mà thôi. Nhưng có cần hay không đây khi mà vị trí của Napfly đang bắn nhấp nhá của Mark 10 là vô cùng chất lượng, và có nhặt được khẩu M4 về hay không đây? Một tình huống tưởng chừng như là đổi người tốt ở cái khu vực middle đến nhân viên bên phía team EG, nhưng mà anh chàng Vinh này đã chấn hết tất cả cơ hội của họ và có thể có double kill ở cái khu vực connector. Vâng, và có vẻ như là lại xây xác rồi. Không muốn caster chúng tôi đi nghỉ sớm hay sao đây? Tỷ số đã có sự cách biệt đó là 7-2, 5 round thi đấu hơn bên phía T-Side, team Liquid. Chúng ta đều biết rằng team Liquid họ bắn T-Side map overpass này tốt đến như thế nào rồi, khi mà họ đã comeback trước các thành viên bên phía Astralis nha. 14-2 lên được overtime. Thì để xem nếu như mà đã tích trữ được rất nhiều round thắng bên phía T-Side như thế này thì liệu có phải là GG Wellplay luôn hay không đây? Tỷ số 2-0 đang đến rất gần rồi. Và Evil Genius ra thi đấu này họ vẫn có thể bài được. Xem nào, vẫn không có off dành cho vị trí của sub Q. Và chúng ta đều biết rằng CitySide map overpass này cần ít nhất là một khẩu off, vì có rất nhiều góc bắn nhau tầm xa như B long, như middle, A long. Thậm chí là TV còn kéo cả off xuống connector, cũng có ai nói gì đâu. Bình thường team Liquid họ sẽ bắn hai off bên phía CitySide, nhưng mà bên phía Evil Genius thì còn không có khẩu nào cả. Để xem liệu họ có thể ăn được ra thi đấu này hay không đây. Một key round dành cho các viên bên phía team EG. Và chúng ta hãy cùng xem nào. Khu vực cửa connector hổng cái lỗ cực kỳ to. Stevie Sway sẽ phải cẩn thận trích lại hướng cực kỳ shot. Và bây giờ muốn đục kéo stand lo nhưng mà hiệu quả nó không có. Phải nói rằng là bây giờ thì các viên bên phía team Liquid họ đang có cái khí thế hướng sông lên. Họ không việc gì phải vội vàng cả. Lối bắn của team Liquid trong cái khoảng thời gian gần đây là họ sẽ sử dụng những cái bài di chuyển của mình để có thể đem về lợi thế, chứ không phải là tận dụng vào những cái player tay to như là anh chàng Elite, như anh chàng Napfly để lấy về những cái lợi thế về người. Và chúng ta hãy cùng xem nào, 50 giây các viên bên phía Team Liquid họ vẫn chưa bò vào khu nhà vệ sinh, nhưng với cái hướng di chuyển này thì có lẽ là đi vào khu bom xe B rồi. Napfly của chúng ta đây vẫn đang chấn giữ lại khu vực cống B này, nhưng mà khu vực bom xe B đó là vị trí của Bridgy và Taric. Tôi thấy rằng Taric còn đó là một smoke và một lửa. Hãy cùng xem nếu bây giờ mà Taric trả ra một quả lửa thì có lẽ Team Liquid phải đi vào từ vực B shot thôi, và bắt đầu có những quả smoke được trả ra rồi. Và nếu như bằng quả smoke này tôi nghĩ đây là một cái cực kỳ sai lầm, nhưng mà Napfly hạ được Taric. Bridgy double kill nhưng mà Elite bắt được Bridgy rồi. Tiếp theo ở đây Elite không hiểu mình triple kill cái quả bom đang rơi ở giữa đường hơi khó một chút. Tất nhiên bên phía Evil Genius họ đã retake về đến nơi rồi, và còn đó là vị trí của sơ kill móc máy sau nữa. Và Fallen lại có con collab thành công hay không đây? Thời gian đang quá cận kề và Obo chỉ được giạt ra bắn chết cho anh già mà thôi. 3-7 dành cho các viên bên phía team EG. Evil Genius Taric timing không đủ, nói đúng hơn là không kịp để trả ra quả lửa đó, nhưng mà Bridgy cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình với double kill và câu kéo được một lượng thời gian khá là lớn để các thành viên bên phía Evil Genius có khoảng thời gian để đi móc máy. Nhưng dù sao thì đó cũng là một loạt thắng như thua đến từ Evil Genius, khi mà lượng tiền của họ nhìn xem vẫn đây vẫn là một key round mà thôi. Còn bên phía team Liquid thì họ cũng vậy, nếu như thua ra thi đấu này thì sẽ để cho Evil Genius họ comeback được. 5 khẩu AK chắc chắn là lượng súng ống sẽ là vượt trội hơn bên phía Evil Genius rồi, khi mà Bridgy đang phải chơi cho mình một khẩu farm mát và lượng bom mìn của Evil Genius cũng không còn quá nhiều nữa. Evil Genius họ vừa ăn được một key round khá là quan trọng, nhưng mà để có thể gỡ hòa được trong đợt first half với tỷ số là 7 đều thì họ sẽ phải thắng được thêm khoảng ít nhất là 2 key round nữa cơ. Và đây sẽ là một key round quan trọng dành cho team Liquid đây. Lại để qua smoke đến từ vị trí của anh chàng TV Duke. Có vẻ smoke criminal của chúng ta hôm nay có một ngày thi đấu không được đáng kỳ vọng cho lắm. Và bây giờ thì vị trí của các thành viên bên phía team Liquid họ đã hoàn toàn kiểm soát được khu vực A-Long cũng như là connector A-Shot rồi. Và bây giờ thì EG chỉ có thể thủ chặt ở trong vực bom side B mà thôi. Stewie khá là trông trên map thi đấu này, 28 rồi. Chúng ta đều biết là trận thì gặp Achalit cũng trên map thi đấu Overpass thì Stewie bắn bay đến như thế nào. Nhưng có vẻ như ngày hôm nay thì Stewie đang không có được thể trạng tốt nhất. Và sau khi clear hoàn toàn bom side B thì Evil Genius họ đang muốn back lên bom side A. Tạm mình chỉ còn đó là 35 giây và Obo là một mình chống Mafia trong bom side. Một quả flash ra đến từ Stanis lo Obo lock ra nhưng mà hơi sai rồi. Napfly giảm vả mồm của Obo và quả nết NA này nó không đẹp chút nào cả. Stanis lo đổi 2 và không có 3 dành cho Stanis lo 2 vs 1 và một mình vị trí của Bridgy.
bây giờ mới móc máy thì bao giờ mới đến được bom sai đây. Nhưng mà vị trí Brizzy thì có vẻ như đã chưa lộ rồi. Nhưng mà với cái tham minh thì khả năng cá team Liquid họ sẽ check lại những cái khu vực như là A-Soc, như A-Long. Và bây giờ thì Brizzy hạ một nắp fly rồi. Tham vừa cho đi 10 giây thôi thì tình huống đã đưa về là 1v1. Nhưng mà còn đó là Fallen. Fallen cờ đắc như thế nào chúng ta đã thấy từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Và bây giờ thì Brizzy đang tạo tiếng rất nhiều và vị trí của nắp fly đang là khá đẹp. Không, xin lỗi các bạn, đó là Fallen. Hãy cùng xem nào. Nhưng mà Brizzy là người tay to hơn rất nhiều. Và clutch một ra thành công đến từ anh chàng Brizzy. Vẫn clutch được đến từ vị trí của Brizzy. Đây có vẻ như là chuyện tâm linh sau khi xảy ra rồi. Team Liquid họ đã clear bom xài. Thậm chí là Brizzy cái lúc mà đặt bom thành công thì vẫn đang chạy từ khu vực middle ra. Thế mà vẫn có thể clutch được 1v2 trong round thi đấu này thì tôi cũng chịu luôn. Fallen trốn một góc gọi là khóa default đi chúng ta. Tình huống đó Fallen trốn cũng được về khu vực city side đi. Đây là một quả C4 đặt cho city mà, nhưng mà lại quyết định là cương skill. Và ngay lập tức thì quyền tactical timer phải sử dụng đến từ bên phía team Liquid. Lượng tiền này không cho phép họ có thể full buy được nữa, sẽ là half buy thôi. Để nói với Fallen thì sau những tình huống clutch vừa rồi thì Fallen có lẽ là hơi bị tự tin thái quá. Nếu như tình huống vừa rồi sử dụng não thì có lẽ sẽ là đỡ hơn so với việc sử dụng tay. Và cũng phải đáng khen dành cho anh chàng Brizzy, một pha xử lý móc máy bom xe B. Mặc dù là không về hỗ trợ cho những người đồng đội của mình nhưng vẫn kịp đó là hạ gục đi những cái player quan trọng để đem về năm thứ tư dành cho bên phía team Evil Genesis. Và lượng tiền của EG thực sự mà nói, hai round thắng liên tiếp của họ đều mất cho mình đó là 4 súng. Thành ra số tài khoản của họ bây giờ nó đang là dưới $1,000. Và Genesis quyết định sẽ là fog buy luôn. Đây sẽ là cái cơ hội để cho EG có thể giành chiến thắng và tích trữ một cái lượng tiền đủ an toàn để có thể chơi tiếp với team Liquid. Vâng, để xem nào, team Liquid có vị trí ở Elite là lên được một khẩu AK. Và Elite cần chơi game tốt trong round thi đấu này, đã có đến 14 frag rồi. Và sub kill góc ngồi đang rất đẹp, một connector nhưng sub kill lại chết chay. Người chiến thắng đó là nhà sĩ Elite và hiện tại bombsite A không có một ai cả. Brizzy đang 3-4 cảng chạy về rồi, nhưng team Liquid liệu có muốn lên hay không đây? Với cái đà này thì có vẻ như muốn vào bombsite A luôn rồi. Retake 4 với S5 như thế nào đây Elite ơi? Là không, xin nữa các bạn, đó là Evil Genius. Tiwi bắt được Brizzy và trong bombsite Taric đẩy qua lửa rồi cũng phải chết luôn. 4v2, quá nhiều lợi thế đi. Obo của Stanilor thì chắc là đi xếp súng sẽ là lựa chọn hợp lý nhất thôi, khi họ cũng không còn một quả bom mìn nào nữa. Vâng, có vẻ là hai ông này đang thi nhau xem ông nào thua fog bài nhiều hơn. Và chúng ta thấy rằng là EG đang thua đến tận, nhớ không nhầm, 2 cái fog bài rồi. Rõ ràng bây giờ cứ thua fog bài những cái round đấu quan trọng như này thì nghe chừng là hơi khó. Lượng tiền loose bonus cộng vào của EG nhớ không nhầm nó chỉ rơi đậu khoảng là 1.900 cho đến 2.400 là căng thôi, chứ không phải là quá nhiều đâu. Mày qua đang đói súng được gặp mấy anh shipper người Mỹ ship cho mấy khẩu AK với cả Galil, vui quá. Vâng, lượng kinh tế của team Liquid sẽ được ổn định trong ít nhất là round thi đấu nữa, hai round thi đấu nữa. Còn bên phía Evil Genius thì sao? Lượng tiền của họ yếu lắm rồi và sẽ phải force buy luôn và chơi quanh hai khẩu súng xếp được từ round thi đấu trước mà thôi. Tình huống bù phát cho nhau rất tốt đến từ team Liquid, họ đã có được một sự phối hợp nhất định. Từ sau khi vị trí của Fallen về team Liquid thì Stewie đã được thả xích hơn khá nhiều, bắn được tự do hơn, nhưng mà anh chàng này cũng mới chỉ có 3 frag mà thôi. Còn người gánh vẫn là vị trí Nafly cũng như là Elite. Quyết định của team Evil Genius sẽ là half buy với những khẩu Deagle và P250. Và đang bán cho mình đó là 4 người cùng bom xe, 2 người connector, 2 người A-Long. Và để lại mình Brizzy vào rồi, nhưng mà Brizzy ăn quả nết vừa rồi là trọn vẹn đàng, khá đau. Hãy cùng xem nào, nếu đi ra A-Long thì nghe chừng là hơi khó khăn một chút. Chúng ta sẽ cần có những tình huống mà team Liquid di chuyển phải vô cùng khôn khéo. Và nếu như anh em nào fan của cá ngựa thì thực sự có thể tin vào Fallen của những người bạn. Và bây giờ chủ động đẩy ra đầu chính của A-Long. Và sơ kim đổi một rồi, vẫn còn đó khu vực gốc cây. Obo cũng chỉ đổi có một mà thôi, nhưng mà có vẻ khu connector đang là làm quá tốt. À đây, trời ơi, tại sao Nafly lại bò xuống cái khu vực chân connector như thế nhỉ? Đối phương giết được một người khu connector thì có thể khả năng đẩy vào cơ mà. Và sẽ là Fallen trong tình huống clutch 1v3. Và có vẻ như là team Liquid gọi thì EG có trả lời rằng là chúng tôi thì thua vào bài thì các ông cũng nên thua đi, ăn miếng trả miếng, hay là gọi là trao đổi
những cái round đấu quan trọng đây. Chịu rồi, không biết nói gì nữa. Forlorn bây giờ tình huống 1 vs 3 đã có một frag rồi đó. Để xem liệu có con số 4 hay không đây. Team Evil Genius đang chủ động nhường lại khu bóng sai để cho Forlorn đặt bom và sẽ retake quả C4 này cùng nhau mà thôi. Khi mà lượng máu của hai người không quá nhiều nhưng mà đẩy qua lửa luôn. Đó là vị trí của Breezy, bắn tay rất to với 15 máu không có giáp. Và 5-8 là cho Evil Genius. Nhưng với việc đặt được quả C4 này thì Forlorn vẫn... Fallen và những người đồng đội vẫn có thể bay được trong round thi đấu sau thôi. Thi nhau thua Frostbite với cả Eco. Tôi không biết nói gì đến từ các thành viên bên phía của Team Liquid cũng như EG nữa. Và round thi đấu trước nha, thậm chí vị trí của Sub Q là một khẩu USP vẫn bắn kịp hai viên vào mặt của Stewie. Bản rất là quá tốt. Và chúng ta thấy rằng là ở bảng đấu A có sự xuất hiện của Complexity. Với việc này cũng đã có những cái round đấu full phong bài từ đầu thu Eco rồi. Và bây giờ thì có vẻ cái rớt thì đã chuyển về cho hai đội tuyển cùng chiến tuyến. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy khoảng đội Elite ở cái khu vực B-Shot. Thân viên bên phía Team Liquid họ quyết định đó là phong bài luôn. Cái cùng xem liệu có thành công hay không nào. Rõ ràng là lượng hỏa lực của họ thì đã yếu hơn. Và lượng bom mìn thì cũng là yếu không kém đâu. Lợi thế hơn người đã có dành cho các thành viên bên phía Evil Genius. Và để xem liệu các thành viên AG có tận dụng được lợi thế này thành một round thắng hay không đây. Đang chủ động stack đến 3B và để cho vị trí của Sub Q cũng như là Oppo là người bắn bom sai A. Và Team Liquid bây giờ thì họ mới chiếm được connector và vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu cả. Và mình vẫn còn đó tận 1 phút cơ. Lượng bom mìn là rất đầy đủ để có thể set up bài vào một bom sai. Và theo cái hướng di chuyển này thì có lẽ các thành viên bên phía Team Liquid muốn đánh vào vụ bom xe A. Bom xe A đang là bộ đội hộp bồ của Sơ Kiu. Và Sơ Kiu thì đang cầm vô cùng nhiều bom mìn ở trên tay. Và chúng ta thấy rằng là có vẻ như những tình huống của Team Liquid trong những round gần đây, họ đưa ra những cái quyết định không phải là quá sáng suốt. Và tình huống này cố gắng sẽ là lên để bắt người mà thôi. Một quả súng ốc tre trong thùng rác đến từ anh chàng Fallen. Và đây có lẽ tình huống mà khách A đánh B, không biết có đúng hay không đây. Mà đang có hai cái quả lượng smoke được trả ra kèm nó rất nhiều lửa được trả vào rồi. Và hãy cùng xem nào, Oppo đang phải di chuyển một vị trí khác. Sơ Kiu vẫn có thể đứng ở đây. Và Sơ Kiu mới chỉ bắn vào chân cái chú Grim mà thôi. Grim con đó là 37 HP và vị trí của Oppo đã chết chay rồi. Quả bom này sẽ được thành công cho các viên bên phía team EG. À xin lỗi các bạn, đó là team Liquid. Và bây giờ sẽ cho tận dụng góc bút thạo của chàng Grim. Nhưng có biết rằng Napfly đứng rất gần hay không đây? Ui, quả smoke này của Napfly hơi lỗi. Nhờ Fallen có 1, Fallen có 2 rồi. Và Stigri 2K của chúng ta cũng có 1. Và vị trí của Napfly nó vô cùng đẹp khảo được Sơ Kiu. Và đem về ra là từ 9 cho các viên bên phía team Liquid. Thua Frostbite đến từ bên phía của EG. Không biết nói gì hơn nữa, hai đội hôm nay bắn tốt quá. Hai đội bắn rất kinh. Bắn đúng là tầm pro play của thế giới. Liên tục bắn những tình huống đua force bài. Phải nói là full bài là bài tập khó. Thậm chí đó là tình huống 4v5 nha. Chính xác. Full bài là một bài tập khó thì các thành viên bên phía của EG cũng như là Liquid thì họ giải rất là mượt mà. Mà những cái round đấu Frostbite hoặc là Eco thì nói những bài toàn dễ thì có vẻ như là thế thượng phong của một kẻ đứng đầu. Cả hai bên này họ đều không muốn giải những bài tập dễ. Và cứ để chết bài tập dễ xong rồi lại bị đẩy vào thế khó. Và rồi có khi lại là giành chiến thắng thì biết làm sao. Hơi dớp một chút đến cả hai đội tuyển đến từ khu vực NA này. Trận đấu sẽ trở lại ngay bây giờ mà rồi. Tôi muốn xem rằng là không biết lượng tiền của các thành viên bên phía team EG họ còn là bao nhiêu. Nếu như nhớ không nhầm là không phải là quá nhiều đâu. Trong round cuối cùng như thế này đang là một cái lượng hỏa lực khá là chắp vá. Oppo của nó sẽ là phải bắn lục vào trong cái round cuối cùng của phớt hát. Nó sẽ là khó dành cho bên phía EG. Không, không hề khó khi đây là một round thi đấu mà họ Frostbite thì luôn có một thế lực tâm linh nào đó support cho họ. Và Team Liquid để xem nào. Round thi đấu cuối cùng rồi nhưng mà Grim vẫn đang phải chơi cho mình một khẩu Galil và đã first pick thành công đến từ vị trí của Sub Q. Lợi thế hơn người là có dành cho Evil Genius và Stewie đang muốn cơ liên lại khu vực connector này. Và Oppo lại một round thi đấu nữa mà anh chết chày. 4v4 muốn đẩy lên bắt Sub Q không được đâu. Thậm chí đang có vị trí của Stanislaw và Grim có vẻ như Grim hơi sai timing rồi. Và Stanislaw biết được điều này. Có tham mình móc máy đến từ vị trí của Steady Law mà thôi. Những cửa đã đóng lại và ba player của Team Liquid
không ai kể lại và Tenilo vẫn kịp đổi mùa trước tuổi nằm xuống. Hai vs ba, còn lần của Nafly làm gì đây? Vâng, và lại một đó phóc bài thì phía team Liquid họ đánh bay cái cơ hội cũng như là lợi thế của mình dành cho bên phía của EG rồi. Hơi khoai một chút mà có vẻ như cái dớp này nó vẫn được tiếp tục diễn ra và EG đang có một cái cơ hội để đạt được cái kịch bản đẹp nhất bên phía CDC, đó là tỷ số 6-9. Tình huống này không biết Fallen chúng ta có pick guy hay không đây. Fallen những tình huống tác của anh chàng người Brazil gần đây đang có cái độ hiệu quả nó vô cùng cao. Nó đầy rồi, hạ được đó là Taric. Nhưng còn đó là anh chàng mang tên Bridgy nha. Napfly đang đẩy vào khu vực nước rồi. Quả đết này trả ra là quá đau đến từ anh chàng của Napfly. Và có check lại Bridgy hay không đấy. Napfly bắt được trên cao. Và Bridgy ở đây bắt được một rồi. Các viên bên phía của Liquid họ sẽ phải chậm lại một chút thôi. Và sẽ là tình huống solo. Và lần này thì Fallen là người chiến thắng chứ không phải là Bridgy. Và tỷ số nó được vươn lên là 15 thành công bên phía team Liquid. Và chúng ta sẽ chơi trong khoảng 2 phút về lượt các tuần hạng. Vâng, xin trở lại với cả lượt trận Việt Nam ở bảng thi đấu Euro 3 này. Với cặp trận thi đấu đơn đấu nhất là Team Liquid. Hiện tại Team Liquid đang có lợi thế là 5 round thi đấu bên phía CDCI để xem sang CDCI một sai mà Team Liquid vẫn rất tốt ở bảng thi đấu Euro 3 này thì có chấm dứt được luôn cái trận thi đấu BO3 này không đây? Cùng đợi xem nào. Stewie cùng với những người đồng đội thì Stewie đang là người chủ động lên cho mình một cái kit. Vâng, chính xác là như vậy rồi. Stewie chủ động lên cho mình một cái kit.
Fallen cũng như là Napfly đều là những người lên đồ. Bắn rất cẩn thận đến từ team Liquid nha. Còn bên Evil Genius thì sao? Tenitlo vẫn là người lên một quả lửa và một quả smoke thôi. Để xem tài năng trẻ nào Lab có gồng gánh được các thành viên team Liquid hay không. Đây có vẻ như muốn đánh B rồi. Còn sai B hiện tại đang có đến 4 người ở team Liquid cơ. Rất khó mà một quả smoke trả ra. Thì team Liquid, à nhầm, team EG sẽ phải chậm lại mà thôi. Siêu đổi 1 chứ phải nằm xuống. Elite cũng có mạng của Vitti. 4v3 và Napfly vẫn là gây rất nhiều khó chịu ở đây. Elite cũng có double kill rồi. Và Pistola sẽ dùng với các thành viên về phía team Liquid. Một tình huống bắt bài tất 4 người khu bom sai B đến từ team Liquid. Nó là vô cùng thành công. Evil Genius họ vào khu bom sai B này. Họ có những cái quả sơ bốc, họ có những cái quả flash đấy. Nhưng mà những cái quả sơ bốc của team Liquid thì nó lại đem lại cái chất lượng là vô cùng lớn cơ. Chúng ta thấy rằng là stack 2 người vô toxic như này thì đố các ông EG có thể đoán được ra luôn. Và rõ ràng vị trí của Stevie2k cũng như Elite làm rất tốt nhiệm vụ trong bom sai. Và lên được cái con số 11 đến từ những cái chú cá ngựa rồi. Vâng, Stewie, player sinh năm 98 này vẫn đang chưa có một phong độ tốt nhất khi mà mới chỉ có 6 frag sau 12 lần nằm xuống. Nhưng team Liquid vẫn đang dẫn đến 6 round thi đấu. Có vẻ như đây là một chuyện tâm linh rồi. Nên như Stewie chốc thì team Liquid vẫn có thể bay được. Và để xem, quyết định là sẽ force bay luôn đến từ Evil Genius. Ở đây, Fallen đang chờ đợi cho một tình huống mà đẩy lên để và bom xe đến tất nhiên bên phía team EG. Và lần này thì ở đây Fallen có một rồi và sủi ngay về khu vực K thôi. Có sủi tấn công đây, sủi tấn công rồi. Elite backup thành công. Nhưng mà đây Bridgy cùng với đó là anh chàng sơ kill mỗi người đổi một. Vẫn còn đó là Napfly. Napfly bắn một cổ MP9 nhưng mà Bridgy gạo cũng Napfly rồi. Tình huống đưa về là 2v3. Lợi thế nó đã không còn nữa khi mà TV2K bắn chết được anh chàng Bridgy 2v2. Và có lẽ sẽ nhặt được những khẩu súng quan trọng đến từ anh chàng sơ kill cũng như là Oppo mà thôi. Và chúng ta hãy cùng xem nào, nhảy qua quả sơ bốc đến từ TV2K nó có một rồi. Và lần này thì Oppo nó móc mang sau, Oppo không thể có hai. Chính xác là như vậy rồi. Và bây giờ tình huống 2v3 thành công được team Liquid đem về rằng thứ 12 dành cho những chú cá ngựa. Stewie nhảy qua smoke, Oppo bắn sau lưng trượt. Không có quá nhiều điều bất ngờ ở trong round thi đấu này đâu. Và nó sẽ là 12 năm dành cho bên phía team Liquid mà thôi. Tôi tưởng suýt chút nữa thì Evil Genius họ lại chiến thắng một round fight 3 khi tình huống đó là 3v2. Nhưng tận dụng một quả smoke one way và Stewie đã làm quá tốt rồi. Lobo thì thôi, có vẻ như là player 17 tuổi này đang gặp một chút vấn đề gì đó về tâm lý thì phải. Để xem nào, quyết định sẽ force buy đến từ Evil Genius sau khi đạt được quả C4 đó. Hai khẩu AK và hai khẩu và một khẩu Galil. Lượng súng ống cũng là rất đầy đủ và có vẻ như là một cương mít đến từ vị trí của Elite rồi. Nhưng sau khi đối phương dập smoke thì Elite nên chơi lùi lại. Sẽ là một round đấu quan trọng dành cho bên phía Evil Genius đây. Họ quyết định đó là fall buy luôn rồi. Và nếu như họ để thua thì khả năng team Liquid họ sẽ chạm được vào con số 14. Và bây giờ thì Fallen nhìn thấy một người nhảy check nhưng mà vẫn chưa nghe được bên phía team EG đang đi ở khu vực A-Long. Bắt đầu mới chạy về từ Fallen thì có lẽ rằng là Evil Genius họ đã đoán được rồi. Và check lại từ Fallen hay không đây. Thấy đối phương đẩy ra, Fallen chủ động đứng một góc khó chịu hơn. Nhưng mà Fallen không thể bắt được bất kỳ một ai cả. Nhưng Elite thì đã hạ được Stanis lo rồi. Sẽ là một tình huống mà phải bắn đằng sau lưng đến từ bên phía team Liquid. Nhưng mà chúng tôi đang thấy rằng đó là anh chàng Taric mong manh sau của Taric. Taric gạo Stevie2k mở ra cơ hội để lên con số 6 cho Evil Genius. Bridgy bắt được 1, Green cũng chỉ mới đổi được 1 mà thôi. Và tình huống này Elite có 1 rồi, Green cũng làm 1 luôn. Và Taric đã lộ vị trí ở khu vực A-Long. Đang hơi khó một chút nha, quả bom này không dành cho Taric đâu. Và bây giờ Taric của chúng ta đang bị hại của súng chĩa vào. Và đó là cái rào tầng 23 dành cho bên phía Cityside. No hope dành cho bên phía Evil Genius. Cho dù lợi thế về người là rất nhiều, 5v3 nhưng họ vẫn để thua. À không, chính xác hơn nữa các bạn, đó là 4v2. Nhưng mà hai thành viên về phía team Liquid đã làm quá tốt rồi. Grim cũng nhờ vị trí của Elite bắn quá xuất sắc đi. Double kill dành cho Grim. Và với việc đặt được quả C4 đó thì để xem liệu Evil Genius họ có quyết định force buy tiếp hay không đây. Vâng, nếu force buy nữa thì hơi liều nha. Thực sự nói hơi liều và quyết định của họ sẽ là fog bài luôn rồi. Nhưng mà có AK trong những cái round đấu như thế này, nhưng lượng bom mìn họ không là quá nhiều, không hề có bất kỳ một quả lửa nào. Nếu mà không có lửa thì nó sẽ là dễ dàng để team Liquid có thể bắn thủ ở trong bom sai sâu. Và những cái quả flash tôi không đánh giá quá cao ở trong màn đấu overpass này. Đúng là có những quả flash hay đấy, nhưng mà sẽ cần đó những quả lửa để đuổi đối phương ở những cái góc đấu default.
xem nào. Bài đi nước, nhưng mà Elite đẩy qua Smoke và làm đôi. Sợ kiểu đổi mạng của Elite thật đó, nhưng mà không còn quá nhiều bom mìn cho Evil Genius nữa đâu. Grim đang có một góc kê tay to và có vẻ như Grim đã nhìn thấy cánh tay của Oppo rồi. Kê tầm như này thì tôi chắc chắn là đã nhìn thấy, nhưng Grim không nên quá vội vàng đâu. Rủ thêm vị trí của Stewie nữa, hai player đang rất chốc và Stanley lo bắn thẳng vào mồm Stewie. Grim đang có góc kê đẹp ở đây, 3v3 chủ động để cho bên phía EG vào trong bom side. Và sẽ có những tình huống móc máy ngược lại thôi. Napfly hạ ngục được vị trí của Stanley lo nữa. Và Oppo cũng với Grim cách nhau một quả smoke mà thôi. Subkill bắt được Napfly. Và Grim hình như đã lộ tiếng, nhưng Grim vẫn là người chiến thắng. Một mình Subkill. Con quái vật Subkill này vẫn phải lên tiếng để có thể giữ lại một round thắng dành cho Evil Genius, để xem có được hay không đây. Thả mình còn đó là đến 30 giây cờ, thậm chí cũng có quả C4 trên người. Và bên phía của team Liquid, Fallen đang chủ động bỏ ngược lên bom site A. Còn Green thì ở dưới nước, Subkill chạy góc như thế nào đây. Thả mình là 20 giây. Và với quả flat này thì có lẽ các thành viên bên phía chính xác là Subkill đã biết được vị trí Green. Green là người bắn tốt hơn tình huống vừa rồi. Và round thắng thứ 14 đã thuộc về các viên bên phía team Liquid. Và bây giờ thì EG với việc không đặt được bom thì họ sẽ không có AK giáp 2 trong round đấu này đâu. Họ quyết định là fog bay đến chết luôn. Ui, thề không đặt được C4, nhưng với lượng lock bom đó con số 3400 thì Evil Genius vẫn quyết định sẽ là fog bay luôn. Chỉ có 3 quả smoke và 3 quả flash mà thôi. 3 khẩu AK và 2 khẩu Galil. Đúng là con số 3 thần thánh đội tuyển với liên danh là 3G này đang bắn rất công hiến dành cho khán giả. Vâng, một trận đấu fog bay họ muốn sử dụng sức mạnh tâm linh để giành chiến thắng. Ở đây CV2K nó đang khiến cho hy vọng của EG nó giảm xuống con số đó là 8%, nhưng mà Oppo nó nuôi lại 100% rồi, và đó sẽ là 102% dành cho các thành viên bên phía EG, và sẽ là 140% khi mà có đến tất 3 thành viên của team Liquid họ đã phải nằm xuống cờ. Elite cùng với Fallen sẽ phải làm gì đây? Nếu như team Liquid họ thua ở trong round đấu này thì nghe chừng rằng là sẽ phải fog bài ở trong round đấu sau, thậm chí có thể sẽ là phải eco trắng luôn. Nhưng mà từ từ đã, team Liquid họ đã thua round thi đấu này đâu, nhớ đâu Elite cùng với Fallen muốn làm gì đó thì sao. Hai player gánh kèo bên phía team Liquid có vẻ quyết định sẽ đi xếp súng rồi. Và em mọi người muốn anh em mình cắt một chiều cho bên phía gọi Evil Genius được, ok duyệt luôn, nhưng mà tôi có một yêu cầu nhỏ nhỏ, đó là anh em có thể gửi cho ít cỏ được không ạ, làm khoảng tầm đôi ba cái cỏ thì sẽ là một tình huống cắt một chiều dành cho bên phía của EG. Cá nhân tôi thì không tự tin với khả năng cắt một chiều giống như anh Milova, nhưng mà không thử thì làm sao mà biết được, cũng như là không có lửa làm sao có khói. Một round đấu mà các viên bên phía team EG mà dù không có lửa nhưng mà họ đã bắn cực kỳ lít. Để xem nào, Evil Genius cửa comeback của họ vẫn là rất sáng khi mà round thi đấu này bên phía team Liquid họ yếu tiền nha. Nếu như là những tình huống force buy luôn thì Evil Genius có thể lên được con số 8. Thì lượng súng ống hoặc trang bị rất đầy đủ. Round thi đấu trước thì lượng trang bị không quá đầy đủ khi mà thiếu đi những quả bom, nhưng Evil Genius họ vẫn chiến thắng được. Thì round thi đấu này gần như nó đã nằm trong tay của Evil Genius rồi. Elite bút một quả flash và muốn ra cường khu vực middle, sẽ là chết chay mà thôi. Vâng, rõ ràng là ở một round đầu trước thì bên phía EG họ yếu bom mìn hơn, họ đã giành chiến thắng. Thì các thành viên bên phía team Liquid họ không hề có cái cơ hội nào trong cái round đấu này cả. Kể cả là họ đang có những cái khẩu súng to đấy, nhưng mà Elite đẩy ra khả năng cao sẽ một tình huống rùa chó từ Elite mà thôi. Hơi rùa một chút nên chàng Elite nha. Và giờ Elite phải chạy về khu vực bom xe ngày càng nhanh càng tốt, bởi vì họ đang sợ hai thành viên bên phía team EG. EG đang lao lên, nhưng mà rõ ràng họ phải cần chậm lại một chút. Stanley Law đang chiếm được connector rồi, một khu vực vô cùng quan trọng của map đấu Overpass này. Và nếu như chiếm được cái khu connector này thì tỷ lệ thắng của Evil Genius nó sẽ lên đâu đó khoảng tầm 95%. Còn 5% nó sẽ phụ thuộc vào là những tình huống bắn nhau. Và chúng ta hãy cùng xem nào. Lần này team Liquid họ đang bắt bài đến tận đó là không phải là bắt bài đâu, mà nó bắn một đỉnh đối sau là 2A 2B rồi. Nhưng đây là một tình huống bắn rùa nên chàng Grim ta đích hạ gục đi, đó là anh chàng Grim rồi. Đổi mạng nó rất tốt và TV2K đã bị tổ vây, và tổ vây này lấy đâu ra cơ hội cho anh chàng Grim 8 đây. Và một tình huống bắn sơ kill nó là vô cùng tốt, và Napfly chắc chắn là không có cơ hội trong round đấu này rồi. Tỷ lệ thắng của các viên bên phía team Liquid nó sẽ là 100%, và bây giờ sẽ là 200%. Khi mà bây giờ Fallen, anh chàng già như già đi về nhà nghỉ ngơi đi. Mặc dù tình huống rùa chó anh chàng ta
đích đó là tốt đấy, nhưng mà vẫn kết quả sờ mốc như thế này thì nó sẽ không có cơ hội dành cho anh chàng đến từ Brazil đâu. Các thành viên bên phía của Evil Genius họ đang có một cái phong độ rất là ok, họ đang có những cái tình huống bắn vô cùng lít ở khu vực bom xe B rồi, và lấy đâu ra cái cơ hội dành cho IGL của bên phía Team Liquid đây. Lần này Sir Q đẩy ra phô lần một tình huống bắn hơi rùa, nhưng mà đây thì tiếp tục là gỡ fake một nhịp nữa, nhưng hãy cùng xem nào. Pro never fake nhưng không thể nào fake khỏi Stand Hit Law. Vâng, anh chàng Stand Hit Luật của chúng ta đã có một tình huống mà hạ trời ở tòa án khiến cho các bên phía Team Liquid họ để thua cho nó quan trọng vừa rồi. Chịu. Vâng, Evil Genius họ đang trên bàn comeback và Team Liquid ra thi đấu này họ sẽ yếu tiền. Để xem nào, lựa chọn của Team Liquid sẽ là gì đây. Tiwi, một player bắn ốp rất tín đến từ Team Liquid. Anh ta vẫn thường xuyên sử dụng khẩu ốp này ở bom sai B, map thi đấu Overpass, thậm chí là cả map thi đấu Dirt 2 nữa. Và ngày thi đấu hôm nay không phải là một ngày thi đấu của Tiwi, và đang muốn bắt bài 5 người của khu vực Connector đến từ Team Liquid. Ôi, tôi đang xem gì thế này? Một đoàn tàu ở dưới Connector, và bên phía của Team Evil Genius nó lại là một đoàn tàu ở khu vực A-Long cơ. Không có hai đoàn tàu va vào nhau rồi, và nó sẽ là round thắng thứ 8 cho Evil Genius mà thôi. Vâng, tôi thấy là đoàn tàu của Evil Genius thì họ đang phi thẳng vào bom xe A và sẽ đem về chiến thắng mà thôi. Còn đoàn tàu Team Liquid thì chắc chắn là sẽ đâm thẳng vào xuống lòng đất. Và chúng ta hãy cùng xem nào, cơ hội nào Team Liquid đây, con số chắc chắn là sẽ là số 0. Bây giờ các viên bên phía Evil Genius họ đã chiếm hoàn toàn được cái khu vực bom xe A rồi, thì bây giờ lại là đoàn tàu chuyển bánh vào lên khó là từ Connector lên khu vực Playground. Nhưng mà Stand It Law vẫn ở đây, thì nó có là tình huống ngây dành cho anh chàng đến từ Canada hay không đây. Nhưng mà Oppo chúng ta đang có tình huống mà solo em cô lần lại rồi, cho bắn chết được Oppo rồi, nhưng không sao cả, Mixi làm đôi và cơ hội dành cho bên phía Team Liquid nó là con số không chắc chắn luôn. 84 dành cho bên phía Team EG rồi. 84 Team Liquid nó đang cảm thấy rất run sợ cho những bài đánh của Evil Genius. Nãy giờ thì có vẻ như Fallen hết ma thuật rồi, Fallen không biết côn team kiểu gì nữa. Và Evil Genius họ đang trên đà comeback rất nhiều. Khi mà Rizzy, hãy nhìn Rizzy mà xem 20 frag rồi. Stand It Law, IGL cũng không số 18. Thì chỉ cần những vị trí như là Oppo hay là Taric, Taric thôi. Oppo không cần chơi game đâu, chỉ cần Taric chơi game nhiều hơn, thì đó sẽ là chiến thắng và comeback dành cho Evil Genius mà thôi. Vâng, tôi sẽ cắt một chiều đến khi nào mà những anh em dự đoán ở trò vui chơi có thưởng ở con chữ trên nó xuất hiện và giành chiến thắng. Rõ ràng là còn tính sơ qua đó là 3 round đấu nữa mà Team Liquid mặc dù có full buy, rõ ràng là Eco thua rồi, Fox buy thua rồi, tình huống Half buy thua rồi thì Eco chắc chắn là thua nốt, chứ lấy đâu ra cái cơ hội ở trong round đấu này cho các bên phía Team Liquid đây. Và bây giờ thì Sir Q đang có những tình huống cầm ốp này, nó là vô cùng tốt. Stand It Law mới chủ động đẩy ra để pick người, nhưng mà không sớm thì muộn thì các bên phía Team Liquid họ sẽ bị dụng như là trái chín mà thôi. Oppo chúng ta đã đẩy được đến khu vực B-Shot rồi, và nếu cứ đi vào khu vực B-Shot thì khả năng sẽ là double free kill để cho anh chàng Oppo. Nhưng mà đây tình huống bắn của Stevie 2K nó là hơi may mắn một chút và đã hạ gục đi anh chàng Oppo rồi. Nhưng điều đấy cũng không quá quan trọng đâu, các thành viên bên phía của Evil Genius họ có 4 người và muốn đi vào khu bom CB. Tiếp theo Vizzy đã hạ gục Green rồi, bom CB chỉ còn đó là một người thôi. Mặc dù Team Liquid đang reset rất nhanh về khu vực bom CB này, nhưng mà Vizzy lại trong cái double kill. Bom CB còn đó là Stevie 2K, nhưng anh chàng 98 này làm mấy đây? Chắc chắn là chỉ có thêm một mạng nữa mà thôi. Một mạng như này chắc chắn là không đủ rồi, với cơ hội thì Team Liquid họ càng ngày càng thấp. Và Evil Genius họ đặt được cái quả bom này, và bây giờ sơ kill hạ được Elite, và một mình anh chàng già này sẽ phải đi xếp súng mất thôi. Rõ ràng với những cái sức trẻ, nếu như mà họ muốn đi bắt súng của anh chàng Fallen nó sẽ là điều dễ dàng, nhưng mà có lẽ một tình huống mà nên tha thứ dành cho bên phía Evil Genius nó sẽ là tốt hơn. Tốt nhất là nên có cái đức đi để có thể kéo cái trận đấu này vào những cái tình huống hòa điểm, có thể là OT, hoặc thậm chí luôn nó có thể là 16-14. Chứ đừng có nói rằng là bây giờ Evil Genius họ nhìn thế này thôi, chứ để họ 16-14 thì muốn hay không thôi, chứ làm nó là chẳng được, đúng không? Không biết nói gì nữa luôn. 9-14 này cho Evil Genius, họ đang thực sự trên đà comeback khi những player như Bizzy hay là Sir Q đang bắn rất vào tay. Ở Oppo thì một cái bia đỡ đạn rất đắt đến từ bên phía ở Evil Genius mua về, các thành viên bên phía team khác tập bắn, nhưng không sao cả, Sir Q vẫn lo được hết. Và Elite một nụ cười rất tươi cho dù team anh vẫn đang thua nha. Vâng, nụ cười rất tươi, nhưng mà chắc chắn là cuộc sống của Elite chắc chắn là không bao giờ là ổn. Nhưng mà team Liquid họ đang để thua các thành viên bên phía của EG, đó là âm 5 round đấu.
Và bây giờ thì sẽ là một round đấu mà cái con số âm 5 này sẽ chuyển thành âm 4. Nhưng mà với tình huống mà rớt vào con xe B này, nó sẽ không có cơ hội dành cho team Liquid đâu nha. Green mặc dù đổi một đấy, nhưng mà rõ ràng những tình huống ném hết ra nó cực kỳ rùa chó được CV2K. Và Stanley Law đã đẩy rồi đến con xe B rồi, Fallen sẽ phải đẩy qua cái quả smoke này mà thôi. Nhưng để qua quả smoke này, anh già chắc chắn là sẽ ngủ. Và bây giờ cùng xem nào, Sin Flash đẩy qua và Fallen đã đi rồi. Nhưng mà ở đây thì vị team Napfly chắc chắn sẽ bị gặp giò nhanh chóng mà thôi. Fallen ở đây muốn chỉ bắt được một, nhưng mà quẩy ở trong bom sai này nó sẽ là cơ hội bằng không. Anh cũng xem Taric muốn bắt chết anh già rồi. Và bây giờ Fallen vẫn đang nhấp nhá là cực kỳ có chịu mà cơ hội nào. Đây sơ kill bắn đốt nó vẫn là tốt hơn là Fallen. Và giờ một mình CV2K với khẩu USP này, anh em nào mà tin CV2K có thể clutch thành công thì có thể ấn số 2 được không ạ? Còn cái số 1 thì chắc chắn nó là vô địch dành cho EvilZ ở trong round đấu này rồi. Một thôi chứ làm sao Stewie có thể clutch được một tình huống của S2 này. Thậm chí là bắn hết nửa băng UFP chưa chết được vị trí của sub kill. 10-14 dành cho Evil Genius. Có vẻ như cái đà comeback này nó sẽ là thật rồi. Nhưng đây vẫn sẽ là một round thi đấu mà bên phía team Liquid họ full bài được nha. Evil Genius họ nên cẩn thận lại một chút. Cẩn thận chứ gì nữa, nếu không cẩn thận có khi lại sợ hãi các thành viên bên phía team EG. Và chúng ta thấy rằng là trong những cái khoảng round gần đây thì team Liquid họ đang phải chạy trốn các thành viên bên phía team EG rất là sâu. Và hãy cùng xem nào, liệu Evil Genius họ có thể lên được cái con số 11 hay không đây. Rõ ràng những cái lợi thế về 4 round như này thì nó không phải là con số quá nhiều, khi mà trận đấu vẫn chưa được an bài đâu. Và sẽ là một key round quan trọng dành cho bên phía của team Liquid. Nếu họ để thua thì có lẽ là EG sẽ thừa thắng xông lên và vả các thành viên bên phía team Liquid thành những cái con cá ngựa ngâm rượu rồi. Để xem nào, đây là một round thi đấu mà team Liquid nếu như họ thua thì có thể để cho Evil Genius gỡ hòa được. Còn bây giờ thì EG họ cần những round thắng hơn bao giờ hết. Đang di chuyển rất đông ra khu vực long rồi. Liquid thì đang stack 3 người ở bom site B. Bộ đôi bắn bom site A hiện tại đang là vị trí của Elite cũng như là Fallen. Thổ op này kê rất đẹp và Fallen nên có mạng. Bây giờ một quả flash trả ra, anh già đã phải sủi về ngay thôi. Elite mặc dù mà kẹp chéo đấy nó đã bị một quả lửa đuổi về ngay. Sợ hãi trước cái tinh thần comeback của các thành viên bên phía team EG. Và chúng ta có thể thấy rằng là bây giờ EG họ đang chậm lại một chút. Nhưng mà rõ ràng để tìm một tình yêu mới, anh nghĩ mình phải chậm lại mà thôi. Không có gì phải vội vàng cả. Và bây giờ các thành viên bên phía của EG họ đang có những cái khẩu súng vô cùng mạnh mẽ. Lượng bom mìn nó là đủ hoặc thậm chí là thừa để setup vào cục bom xe đây rồi. Nhảy check với chúng tôi à, sơ cứu bắn thẳng vào bồn mấy chàng Napfly luôn. Và lợi thế hơn người nó sẽ dành cho bên phía team EG, và rất có thể, không phải có thể đâu, nó sẽ là 100% chiến thắng cho EG luôn. Dành cho anh Fallen đẩy ra cả Naka là sẽ cả gạt gai, nhưng mà rất một tình huống mà vẩy rất chùa chó từ anh chàng Fallen. Và đây Elite có tiếng double kill, không thể tin được Elite để double kill khi mà các bên phía team EG họ đang cực kỳ hong ngóng xông lên. Và có vẻ như rằng là tôi sẽ phải cắt một chiều thêm một round đấu nữa. Mặc dù đây là series point dành cho team Liquid, nhưng với 5 round đấu như này thì EG thừa thắng có thể đưa cái loạt trận đấu này vào những cái khoảng thời gian overtime. 16-10 hay là 15-11 đây. Và thi đấu sau thì Evil Genius họ vẫn có rất nhiều tiền để có thể full buy được mà thôi. Còn team Liquid thì bây giờ chỉ còn cách chiến thắng một round thi đấu nữa. Nếu như mà trận thi đấu này team Liquid chiến thắng với tỷ số 2-0 thì chúng ta sẽ cùng phải đợi xem ngày thi đấu ngày mai ai mới là đội đứng đầu bảng. Sub Q đang được boost lên một góc quá đẹp và đoàn tàu này thì có vẻ như nó hơi dài. Đây rồi, nhìn thấy một người nhưng mà có vẻ như đấy vị trí của Elite không muốn đi lên khu vực Heaven nữa. Khá là đen dành cho vị trí Sub Q. Một đoàn tàu đã cứu sống các thành viên team Liquid một round thi đấu. Vâng, cứu thế nào được đây, khi mà mặc dù nhìn thì sống thì yếu hơn đấy, nhưng mà tay của các player của EG thì cực kỳ to. Và tôi vẫn tin rằng là EG có thể lên được con số 11 để giúp cho một số đông cái anh em nào đó mong chờ sẽ có thể nở một cái nụ cười tươi trước khi đưa vào những cái giấc ngủ ngon. Mà bây giờ thì muốn đánh vào bom xe B. Bom xe B của team Liquid là một cái bom sai yếu. Hãy cùng xem nào, team UK một tình huống mà bắn như này nó cũng chỉ là hơi đen mà thôi. Và bây giờ thì có vẻ như bắn kẹp chéo này các thành viên bên phía EvilZ họ đang gặp khó khăn. Nhưng mà khó khăn nào để cản trở được anh chàng Taric cũng là sơ kill đây. Cơ hội nó vẫn còn đó dành cho các thành viên bên phía EvilZ nữa. Và bây giờ Taric có double kill rồi. Tình huống này sơ kill club 1 vs 2 có thể là thành công, nhưng mà ở đây Edit một tình huống mà bắn sau hơi đen dành cho sơ kill. Nhưng khi ra chúng ta thấy rằng là team Liquid họ đã giành chiến thắng viên bên phía của EG với tỷ số là 16-10. Chắc chắn là impact player của round thi đấu cuối cùng vừa rồi đó là chú lái tàu.
Vì nếu như chú lái tàu đó mà không lái qua thì chắc chắn là Elite đã phải nằm xuống rồi. Tất cả thì chúng ta sẽ là hai cộng đồng của chú Elite mà thôi. Vâng, một cặp thi đấu rất hấp dẫn nhưng cũng đang kết thúc với tỷ số là 2-0 dành cho team Liquid. Và với cặp tỷ số này thì những đội đi tiếp ở bảng B bảng D này sẽ là Vitus Pro, Astralis cùng với cả Liquid. Chúng ta sẽ phải nói lời chia tay với Evil Genius, Endpoint cùng với cả Fnatic mà thôi. Ngày thi đấu mai thì chúng ta sẽ thi đấu để xem là ai nhận được bao nhiêu tiền thưởng, cùng với đó là để xem ai sẽ là người nhất bảng. Và bây giờ thì xin phép anh em là tôi cùng với cả Việt Ops sẽ nghỉ ngơi sớm trong ngày thi đấu hôm nay thôi.